Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành tố Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành tố Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành tố Vlog Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành tố Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành tố Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 2 Tuần 22 trang 14 Chính tả Bài tập số 1 Điền các tiếng A Bắt đầu bằng R Già hoặc Di có nghĩa như sau. Kêu lên vì vui mừng. Rồi ở đây đối với mỗi bài tập thì các em lên bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi dính nhép. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Đừng quên comment ở bên dưới video là em đúng hay là em sai cho thầy giáo biết nha. Rồi cụ thể là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 là như sau. Điền các tiếng A bắt đầu bằng R, R hoặc gì có nghĩa như sau Kêu lên vì vui mừng đó chính là là reo Bắt đầu bằng ra Tiếng reo bắt đầu bằng ra Cố dùng sức để lấy về Cố dùng sức để lấy về đó chính là là giành giành lại đấy Thì giành bắt đầu bằng gì Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây đó chính là Đó chính là là gieo bắt đầu bằng gì Tiếp theo các em sang câu B, có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau. Ngược lại với thật. Ngược lại với thật nè. Là giả. Đúng không? Các em thường nghe câu nói là hàng thật, hàng giả. vào xem phim thì là tôn ngộ không thật, tôn ngộ không giả. Ngược lại với to. Ngược lại với to là Là nhỏ. Câu em nói là bé. Nhưng bé không có thanh hỏi các em nhé. Các em phải dùng từ từ nhỏ. Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm phố phường thì người ta gọi là là hẻm. Hẻm có thanh hỏi. Và tập số 2 câu E điền vào chỗ trống R, R hoặc di Tiếng chim cùng bé tưới hoa mát trong từng từng giọt nước hòa tiếng chim vòm cây xanh đố bé tìm tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung rồi tiếp theo các em sang câu b ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã văng từ vườn xa chim cành tho the, ríu rít đầu nhà, tiếng bày xe sẻ. Em đứng ngân ngơ, nghe bày chim hót, bầu trời cao vút trong lời chim ca. Rồi, ở đây chúng ta sẽ hoàn thành câu B là như sau. Vãng từ vườn xa, chim cành thỏ thẻ, ríu rít đầu nhà, tiếng bày xe sẻ em đứng ngẩn ngơ nghe bầy chim hót bầu trời cao vút trong lời chim ca rồi tiếng vẳng các em thêm dấu hỏi này thỏ thẻ là các em thêm dấu hỏi này ngẩn ngơ thì ngẩn các em thêm dấu dấu hỏi này rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh thành đô vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh thành đô vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh thành đô vlog đó xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.